giờ đập lắc để mà cho cái thùng bên sau nó tán ra hai. Đó, đập lên. Chào các bạn nha. Mình hiện tại mình đang ở Bảo Mạc. Gặp một chiếc Ford đang cuốn rơm. Để mình quay cho các bạn xem nha. Nắng sáng giờ thì rơm cũng khô các bạn. Nên là chạy cũng dễ. Thường thường thì cuốn rơm anh nào cũng vậy, anh nào cũng đạp thấy sợ luôn. Rơm khô quá, cuốn dễ chạy đạp lẹ lắm. Đứt chỉ nha các bạn. Đứt chỉ hay kẹt gì đó. Phần đông thì cuốn là giá 6.000 cuộn nha các bạn. Tức là cuốn mình ăn của chủ đất là 6.000 cuộn. Cái cuộn rớt ra vậy là 6.000 đó. $4.000 này nó mà không còn chữ nữa. Bạn thấy chạy không? Chạy vậy là đâu khi nào mà chạy theo được đâu. Thêm nè. Tôi thấy số 3 hả? Phô là phô 3.000 hả? Giờ phô 3.000 các bạn ơi. Phô 3.000 cuốn rơm thì cũng vừa. Hồi đó mình không biết, mà nói xe chạy lẹ qua chiếc Mazda F335 á, chạy lẹ quá lắc đầu. Quơ đầu. Ai về người ta lắc để mà cho cái thùng bên sau nó tán mấy cái hai cái đầu nó dẻ hai cái đầu vô á, nó bằng á. Thùng này già lọc của này mình không biết thùng của ai các bạn ơi. Thùng thường thường anh em sử dụng thùng Nhật, thùng Trung Quốc, thùng Việt Nam, rồi có thùng Tiền Giang nữa. Trung Quốc với Việt Nam mình như giá cũng ngang ngang nhau, 50-60 vậy đó. Như thùng Tiền Giang hình như 55.000 hay vậy, có 55 triệu hay vậy. $55 triệu nói thùng 55.000, sợ luôn. Quá nhanh luôn. Rồi đẹp lên. Rồi. Cái gì còn mười mấy lần nữa nhưng mà chạy cũng rất nhanh luôn à.
chạy mình ăn cuộn, mình tranh thủ mình đạp đó các bạn. Đó, tranh thủ mình đạp thì mình mới có ăn được. Lúc nào mà nó không dướng chỉ, không đứt chỉ, nó suôn sẻ, đạp mạnh lên. Tốc độ dữ lắm. Đây có con Isaki nó ra, nó chở rôm nè. Mấy à? 220 à. Rồi, tháo chụp trên nữa luôn. Rồi, lên tiếp. Rôm nó nhiều nè, mà thấy nhiều ha, nó nhiều quá nên nó chạy là mau mau đầy cuộn, vậy thì nó có lời hơn ha các bạn, chạy nó có ăn hơn nữa. Quấn lên. Bà là nghe anh em nói các bạn, nếu mà cái một người mà chạy mà giỏi á, là lúc vô mùa nghe, là một ngày chạy người chạy ngày có ngàn cuộn á. Nếu mà tài xế chạy mướn á, tài xế chạy mướn cho chủ chỉ là mình bỏ công cho mình chạy không nha các bạn, chứ không phải xe của mình nha, thì mà ăn một cuộn như vậy hay như là nghe nó 1.000 cuộn 1.000 nha các bạn. Nó một ngày là anh em chạy, nếu mà giỏi là ngày kiếm 500-700 cuộn là chỉ bình thường, là cũng là có tiền, quá ngon luôn á. Cái đám này cũng khoảng cỡ 5 công nha các bạn. 5 công anh cuốn sáng giờ không biết khoảng nhiêu cuồng đây. Rồi là xe chở rơm đang chở nè. Nhưng mà mình không biết là nó là khoảng nó bao nhiêu cuồng, tất cả 100 cuồng là dữ à. 100 cuồng là hết đám này luôn á. Đó, Isaki 2201. Ba người chắc. Xong luôn. Dứt điểm. Trời đất ơi. Cái dây à. Còn cuộn nó cũng đứt nữa.
quần quần mấy cái sốt để mà cho nó đủ cuộn. Rồi nói chuyện với bên đó. Em trai này chắc ở trên. Chắc lên xong rồi chở ra xe tải luôn nha các bạn. Có xe tải đậu ngoài đường sẵn luôn à. Rồi coi Isaki lên luôn. Rồi Isaki cũng ra luôn nha các bạn. Hai trái chứ cũng khoảng 50 cuộn vậy. Có hộp số. Okay. Nha các bạn. Đó, một có cầu số đầy đủ hết. Rồi thôi các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Dạ hai con về ha. Dạ. Chút chắc nữa ha.